là đông trùng hạ thảo đã được Viện Bảo vệ Thực vật Việt Nam công bố là nghiên cứu thành công trong phòng thí nghiệm. Tuy mới nuôi cấy ở quy mô là phòng thí nghiệm, nhưng mà thành công này đã giúp cho người tiêu dùng có cơ hội được sử dụng loại dược liệu quý hiếm với giá rẻ hơn so với loại nhập của nước ngoài nhiều lần. Đấy là chưa kể hiện trạng 70% đông trùng hạ thảo trên thị trường hiện nay là giả. Thực tế thì trên thế giới mới chỉ có 3 nước khai thác được đông trùng hạ thảo ngoài tự nhiên, chủ yếu là ở dãy Himalaya và vùng Tây Tạng. Và nó vô cùng hiếm hoi cho nên là giá thành rất cao, lên tới hơn 1 tỷ đồng 1 kg. Cũng vì thế mà nấm đông trùng hạ thảo trên thị trường hiện nay thì chủ yếu là do nuôi trồng. Với giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là tính dược lý có tác dụng chống lại tế bào lạ trong cơ thể, cho nên là đông trùng hạ thảo là loại dược phẩm được coi là quý hiếm và cũng rất được ưa chuộng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại phòng nuôi cấy đông trùng hạ thảo của Trung tâm Đấu tranh Sinh học Viện Bảo vệ Thực vật. Mọi người vẫn coi đông trùng hạ thảo là loại sinh vật đặc biệt bởi vì là nó là thành dạng côn trùng vào mùa đông và mùa hè thì lại thành cây cỏ. Nhưng mà cụ thể theo các nhà khoa học thì đông trùng hạ thảo là một nhóm nấm ký sinh gây bệnh trên côn trùng vào mùa đông và mùa hè thì lại hóa thành cây cỏ. Sau khi nhập giống về, nhóm nghiên cứu tìm hiểu về thành phần môi trường dinh dưỡng, các yếu tố tác động như sinh thái, nhiệt độ, ánh sáng, từ đó tạo điều kiện trong phòng thí nghiệm phù hợp cho nấm phát triển. Tại đây, đông trùng hạ thảo được nuôi cấy bằng phương pháp ở môi trường nhân tạo nhân sinh trên gạo lứt và môi trường nuôi cấy trực tiếp trên ký chủ là con nhộng tằm. Sau khi được khử trùng, nấm đông trùng hạ thảo được cấy vào bên trong con nhộng rồi để nuôi khoảng 60 đến 75 ngày trong môi trường lạnh ẩm. Chúng tôi sẽ tiến hành lấy cái ống thông gốc này để cấy trên cái môi trường dịch thể và sẽ nuôi trong vòng từ 7 cho tới 8 ngày. Thì chúng tôi sẽ lấy cái môi trường dịch thể này để chúng tôi tiến hành cấy ra cái môi trường sản xuất. Cái loài mà chúng tôi đang nhân nuôi là cái loài Cordyceps militaris. Loài này thì nó chủ yếu là ký sinh trên cái pha nhộng của côn trùng. Và trên mỗi một con côn trùng thì nó sẽ sinh ra nhiều cái tu ở trên và nó sẽ trong chuyên môn chúng tôi gọi là nhiều quả thể. Thì cái loài militaris này thì nó còn có tính năng là gọi là dược tính, tức là nó sinh ra một số cái hợp chất có khả năng phòng và chống bệnh. Các đầu tua màu cam này lớn dần chính là sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo. Sản phẩm hoàn thiện ở dạng môi trường nhân tạo được bán với giá 7 triệu đồng 1 kg và 100 triệu đồng 1 kg với sản phẩm trên con ký chủ. Vâng, thực sự là tôi rất là sửng sốt khi nghe thấy con số là 1 tỷ và 7 triệu. Bởi vì có nghĩa là chúng ta đã có thể giảm giá thành 1 kg đông trùng hạ thảo xuống tới là 143 lần. Một con số quá là ấn tượng. Vâng, tôi cũng nghĩ là như vậy. Với cái mức giá cũ là 1 tỷ đồng như là trong phóng sự vừa rồi thì quả là quá đắt. Và với cái thành công mà chúng ta vừa theo dõi thì mức giá được giảm từ 1 tỷ xuống 7 triệu đồng 1 kg. Tôi hy vọng là sẽ có thêm rất nhiều người Việt Nam sẽ có được cơ hội để sử dụng cái loại dược phẩm quý hiếm này. Mà theo tôi biết thì ngay cả ở Trung Quốc vốn là một nước rất là nổi tiếng về đông trùng hạ thảo thì cũng có tới 90% là do nuôi trồng chứ còn chỉ có 10% dược liệu là của tự nhiên thôi. Và tôi thì đang nghĩ đến một cái vấn đề khác, đó là một cái cơ hội tăng thu nhập và có thêm một cái công việc mới cho bà con để có thể tăng thêm thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Vâng.